nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và tận hưởng tiện ích công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng lộ trình triển khai từng bước thống nhất lịch ghi chỉ số điện. Tất cả đều hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng. Trước đây, khi khách hàng chưa được lắp đặt công tơ điện tử, thì hàng tháng, nhân viên điện lực phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để ghi chỉ số điện. Điều này dẫn đến việc ngày ghi chỉ số điện ở các nơi không đồng bộ, gây khó khăn cho ngành điện cũng như bất tiện cho người dân. Đến nay thì công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã trang bị 100% công nghệ công tơ điện tử cũng như là đo ghi từ xa theo cái mục tiêu là chuyển đổi số. Do đó thì toàn bộ cái hệ thống đo đếm được thu thập từ xa, cho nên chúng tôi thực hiện cái mục tiêu là chuyển ghi chỉ số về ngày cuối tháng để cho đồng bộ, để giúp khách hàng là dễ nhớ, dễ kiểm tra. Và đối với ngành điện chúng tôi thì cũng đồng bộ trong cái việc thanh quyết toán y tế hàng tháng cho nhà nước. Ngoài ra, việc ghi chỉ số điện từ xa và thay đổi ngày ghi chỉ số điện về cuối tháng còn giúp khách hàng có thể chủ động kiểm tra lượng điện tiêu thụ từng tháng, từng ngày qua app chăm sóc khách hàng EVN SPC. Đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp còn thuận lợi hơn rất nhiều trong việc quyết toán chi tiêu và lên kế hoạch tháng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi qua app, qua ngân hàng mà không cần đóng trực tiếp như trước đây. Tôi đã nhận được cái thông báo của bên điện lực qua Zalo hoặc là qua cái app chăm sóc khách hàng về cái việc là thay đổi cái ngày ghi chỉ số điện. Theo tôi thì cái việc mà thay đổi cái ngày ghi điện đã đem lại một số cái lợi ích cho khách hàng. Ví dụ như là cái thay đổi đến cuối tháng thì khách hàng họ sẽ dễ nhớ cái ngày chốt được cái ngày số điện, dễ nhớ. Thứ hai là họ chủ động được cái nguồn tiền để thanh toán cái chi phí. Bằng các hình thức tuyên truyền qua báo đài, qua trang web của công ty Zalo, app chăm sóc khách hàng EVN SPC, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã thông báo cụ thể đến khách hàng về việc thay đổi ngày ghi chỉ số điện, cũng như giải thích rõ những lợi ích của việc này. Qua đó, được hầu hết khách hàng đồng tình, ủng hộ. Những cái biện pháp đấy là biện pháp hữu ích để, thứ nhất, để cho điện lực quản lý, chống thất thoát điện lực, tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ kinh doanh phát triển. Thì hoàn toàn là không những người dân mà không những doanh nghiệp mà cả người dân đều ủng hộ, không ai ý kiến gì. Với việc thay đổi ngày ghi chỉ số điện, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thực hiện mục tiêu cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo mọi sự thuận tiện, linh hoạt trong việc quản lý thanh toán hóa đơn điện. Các bước tiến về quy trình ghi chỉ số điện này đồng thời củng cố vị trí hình ảnh của đơn vị, luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Trên cơ sở thay đổi những tích cực này, công ty điện lực Vũng Tàu đã và đang tiếp tục nghiên cứu các phương pháp và công nghệ mới, lắng nghe phản hồi từ khách hàng nhằm cải thiện hơn nữa quy trình ghi chỉ số điện và dịch vụ khách hàng. Mục tiêu của đơn vị là mang đến sự tiện lợi và tin cậy tối đa, đồng thời đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của hệ thống cung cấp điện.